Thì chiều chỉ có một cái má ân hận cho tới bây giờ má vẫn còn. Đêm đó má thấy có cái hiện tượng là hơi nặng. Một mình má trực má nuôi 2 tháng à, trong bệnh viện về nhà. Thì cái đêm đó má cứ nói bà ráng tới sáng này. Có mình má bên bà có cái gì má trở tay không kịp, ráng này tới sáng. Thì mới kéo cái xe của bệnh viện nằm á, bà nằm nhà nha. Thì có thằng con ráng còn trực đây, nó ở trong nhà bên kia. Má chạy về thành em. Dạ. Em kết nghĩa một kháng chiến 95 á, bộ đội nhau, thương lắm. Mà nó thì không xài, không dùng cái máy móc gì mà thật ra không có hạt được. Má chạy ra đó chút xíu à, báo cho nó cái tin là ba bị nặng. Còn vừa tới cửa nhà nó thì ở nhà nó bảo má ơi ba đi rồi. Mà nước mắt tự nhiên, má chưa có nói hết lời đó, chưa có báo cái tin là ông đau nặng thì ông đi rồi. Trên đường về má chạy xe làm sao mà nổi, em mới đi được, phải về tới nhà chứ. Dạ. Má cứ nói là ông chơi gì kỳ, tôi nuôi ông bao nhiêu lâu, tôi đi biểu mà chờ má về chút cũng được sao, xíu rồi về tới nhà rồi. Tôi quay đầu về liền, về thì con nó ngồi đây nó trực ba đó bà. Má, thôi má khóc bao nhiêu được, ba có cái gì đó ba không muốn để cho má nhìn. Nhìn cái kỳ cuối cùng của ba, nhưng ba xa má, nghe cũng có lý. Đi ra đi vô. Dạ. Giờ là má Lan ơi, cho tụi con tham quan chỗ má ở đi. Chỗ ở hả? Dạ. Đâu, đơn sơ. Ô, xin chào. Xin chào. Bộ đồ xinh xinh, trong nhà là con gái Phi Yến. Phi Yến. Đồ trắng trắng này là Phi Nga. Trời ơi, Phi Nga. Còn Phi gì biết không? Phi Điểu. Này hả, nghe hoài rồi. Đây là Phi Thuyền. Đó. Này là Phi gì? Phi Ngựa. Phi Ngựa. Rồi, Phi Hồng. Bây giờ má dẫn con đi tham quan mình đi thang máy đi. Đi thang máy thử dạ, ha, dạ, lát đi bộ xuống ha. Dạ. 2, 3. Và lầu tư rồi đó con. Ồ. Trời ơi, đây đây đây. Bây giờ chúng ta đã đến với lầu 4 của nhà má Phi Điểu. Đó, chỗ cao nhất rồi đó nha. Thờ Phượng nè. Đây là thờ từ Phật, từ mẹ quan âm rồi tới ông bà cha mẹ hai bên. Rồi. Giờ tới lầu 1 nha. Đây. Quang nha. Đây chính là Ủy ban nhân dân thành phố tặng nghệ sĩ Phi Điểu nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển 100 năm cải lương. Cái này cái tác phẩm này là của con trai họa sĩ Hồng Quân. Nó vẽ ba nó đó. Huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Cách đây 2 năm rồi. Rất quý nha quý vị. Đây là rất quý. Đây là phòng má. Đây là tủ phục trang của nghệ sĩ Phi Điểu. Tôi khám phá kho phục trang của nghệ sĩ Phi Điểu. Âu dài công nha mọi người. Đặc biệt có một cái bộ trang phục sĩ quan. Sĩ quan nha quý vị. Có kia 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 đó có. Và còn đó, thêm đó, một đó, bộ nữa. Đó chính là bộ này là lon. Có lon leo luôn nha. Bộ này chưa lon, bộ này lên lon. Đây, chiếc áo dài của nghệ sĩ Phi Điểu Ngọc Lan. Thử ra, ướm em thử mặc không vừa đâu anh ướm ơi, rồi. Em bự lắm. Đúng rồi, cái bụng em bự lắm. Đúng rồi, cái bụng em bự lắm. Cho nên là không có mặc vừa đâu. Đau lòng với sợ. Ở trong trời ơi, đó trong đó là đồ nữa, vô đây, vô đây. Bắt đầu đồ phim không đó. Cái găng đằng này mới quý nè. Đó, bố bà nội, bà ngoại. Chất liệu ngày xưa, biết con đổi này chi không? Để lấy dĩa, lấy dĩa, lấy dĩa. Em cũng muốn lấy dĩa. Lấy dĩa, lấy dĩa, đó. Trời ơi. Cái này thì lúc trẻ trẻ chút, khoảng 6-70 cái này. Còn này ta 8-90 trở lên. Cái này là lâu đời. Bà nội, bà cố rồi đó, mấy cái dây đó. Còn cái này là mới, cái này mới. Nhiều. Còn đây là hình của con gái nghệ sĩ Phi Điểu đúng không? Đây quý vị nhìn xem, cái tấm hình rất là giá trị nha. Nè hồi đây, năm 54 tập kết ra Bắc. Hồi đó đẹp khác, bây giờ đẹp khác. Đó là quý vị giờ, bây giờ đẹp xấu á. Ủa bố Phan Nhân là mất lúc đó là thọ bao nhiêu tuổi hả ma? 55. Cái này là của thằng con. Nó mới triển lãm nên đem nó để sĩ. Thờ. Để thờ cho ba nó để đây. Đẹp không, đẹp không? Xuống đi má. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách của nghệ sĩ Phi Điểu. Và trước mặt của Quốc Thuận đó chính là Tam Phi. Tam Phi. Bây giờ anh đố em biết nè, cái tên Phi Điểu có phải là tên thật của cô không? Cô lại chút xíu, con xin phép, con thay mặt cô đố nè. Ở đây á, là con với cháu là đều là xuất phát từ Phi rồi. Hả? Thì em nghĩ là Phi Điểu là tên thiệt của cô. Không phải. À, tên không thật phải của hả? Cô là gì biết không? Tên gì? Nguyễn Thị Phi. Đúng không? Thiếu một chút. Chết. Hai cái Phi này. Nguyễn Thị Phi Phi. Từ cha sinh mẹ mới đẻ ra là Phi Phi. Dạ. Hồi đó tên Tây á. Dạ. Phi Phi Ni Ni Mi Mi. À. Nhà cô á. Hồi đó nổi tiếng là Pha Mi. Dạ. Seri Y. Dạ. Ba cũng Y, má cũng Y. Ba cô Tị, má cô Lý, Tí, Phi Ni Ghi Bi. À.
còn tới phần này là Phi nấu thêm. Dạ. Ủa cô, nhưng mà có cái giận y như vậy thì không biết rằng là cô có phải là người Việt chính hiệu không cô? Hay là cô là gốc ở đâu? Người Việt chính hiệu. Má vậy sao mà má lại chọn cái nghệ danh là Phi Điểu? Chắc là má là khoái con đà điểu. Không, hai đứa nó trật lứt cái chừng. Thôi đừng có đó. Trúng cái ghê, trúng cái là Phi thôi. Dạ. Nó là nó cái nguyên cớ cái này là cái giờ đó năm 45. Dạ. Gia đình má đi theo phái chiến hết. Tên cũng y gọi là Famisiri y mà tên dạ. Nó Tây. Dạ. Tây mà ta luôn. Mới đi vô kiên khu mấy chú ra. Thôi đừng có Phi Phi gì hết á. Nghe tao Tây lắm. Bớt dạ. Phi đi thì còn Phi thôi. Mấy chú mới đặt ra. Nghĩ mấy ông cũng ngồi như tôi con bạn. Bạn hết đủ thứ Phi rồi. Nó hồng nói. Trời tao thấy nó đi đường lạc mà nó dám đi nhanh lắm. Một ngày phân công đi hai chỗ đó đi tới ba nơi. Đây. Đó. Đặt nhanh nhất trong loài chim. Tại ba cô hay chơi nuôi chim nhiều lắm. Nó đặt nó là Phi Điểu, là con đà điểu. Mặc dù con đà điểu nó không có bay, chạy rất nhanh, chạy nhanh lắm. Thế hỏi con chị bác hay quá thì đặt luôn. Thế mấy chú đặt luôn Phi Điểu. Hey. Lấy cái đó làm nghệ danh sau này luôn. Bây giờ là nhà này là hiện tại là có bao nhiêu thế hệ sống vậy má? Nếu nói đúng ra là 4 thế hệ tứ đại đồng đường. Wow. Má là có cháu cố rồi đó. Má là má với ông Phan Đăng là coi như có cháu ngoại đây. Thế rồi cháu ngoại nó đẻ ra thằng cháu, thằng con nó là thành cháu cố. Phi Yến thì nó có được con này là một, con thằng em hai đứa đó, được có thằng nhóc bên kia đó. Là hai đứa là được là ba đứa cháu. Wow. Một đứa cháu ngoại, hai đứa cháu nội. Trời ơi. Rồi bây giờ con cũng nghe mà lớn nó lấy chồng lấy vợ nữa. Chưa. Mà còn nữa đó là con đã... lên tới hàng sơ luôn rồi. Sơ sơ. Bà sơ. Sơ sơ sẩm luôn. Lan biết không? Cô Phi Điểu á, thứ nhất là trước đây là cô là phát thanh viên, diễn viên. Rồi sau này nữa cô là một nghệ sĩ mà tham gia đóng phim truyền hình. Rồi đến cái lúc mà sau này giới trẻ bắt đầu có MV ca nhạc thì cô cũng tham gia. Cô đóng phụ họa cho các bạn ca sĩ. Ôi má, nhưng thay vì nghệ sĩ á, thì thường là người ta sẽ hay chọn lọc những cái vai diễn và chọn lọc những cái chương trình để mà mình xuất hiện. Nhưng mà má thì sao ạ? Tại sao má lại tham gia rất là nhiều các tiết mục cũng như là các lĩnh vực? Thực ra thì không có được quyết định, nhưng mà mình có cái sự lựa chọn của mình. Yeah. Có nghĩa là mình thấy cái vai đó, nhân vật đó và ở trong một cái tiết mục đó, mình thấy nó làm rất là lành mạnh, những cái vấn đề toàn là nên làm. Thật ra rồi nếu có mời thì thường thường má hỏi cái vai đó bao nhiêu tuổi, xuất phát là từ cái gì, mình cứ hướng vậy đó. Thì mình thấy được thì mình ok. Còn nếu mình thấy nó hơi còn lăng tăng cái gì mà mình chưa có tiện phát biểu ra thì mình từ chối nhẹ nhàng, có lý do thôi. Thật ra sở dĩ má làm nhiều mấy cái vai bà ngoại, bà nội, bà cố thì nó xuất phát từ cái chỗ là một là tình thương, hai là nghệ thuật. Dạ. Thật ra nếu được như vậy thì mình ok chứ có gì đâu khó khăn. Còn cá xê cá xiếc thì nó không cần, nó muốn trả nhiều trả. Khổ vậy. Rồi có những cái mà má tự nguyện làm không cho các em các cháu ở trường, má không lấy luôn nào. Thậm chí không ăn cơm với tụi nó là cho nó đỡ hộp cơm, không đi xe tụi nó đỡ đến rước, ta đi cái xe kia kìa. Gần đây nè, gần để ủng hộ nó, để bằng mọi cách. Mà giờ còn chạy xe được không? Sao vẫn chạy hoài, ngày nào chạy hỏi con gái, hỏi cháu ngoại, tụi nó đâu nó cần cản thôi đó hả má biết. Thôi bây giờ, thật mình ra, tách nhánh đó. Dạ, con có rất là nhiều cái câu chuyện về nghề nè, về cuộc sống của má nè, cũng như là về tình yêu của má nữa. Nên là con chắc con sẽ đi với má để con hỏi. Dạ. Để con trò chuyện với má. Rồi, tôi sẽ trò chuyện với Song Phi. Thì mình tâm sự về chuyện tình yêu. Ba mất là hồi 2015 hả má? Đúng rồi. 2015, nay là 7 năm. 7 năm. Má nhớ ba nhiều không? Nhớ chứ, mấy năm đầu thì cũng còn buồn nhiều chút. Dạ. Vắng quá, mặc dù phòng đây, ba ở giường đó hoặc ở ngoài kia, ông hay nằm giọng ở ngoài. Dạ. Mình má nằm đây, chưa bao giờ ông lên cái giường này. Từ hồi về cái nhà này tới giờ, khi ông mất thì mất tại phòng này luôn. Đem về đây, ở bệnh viện đem về khi mà bác sĩ bả bó tay, mấy đứa con bả đem ba về. Có một cái thùng ống thở á, cho ông thở để nằm ở đó, mua một cái giường của bệnh viện ở chứ. Đâu 2 ngày sau thì ông đi. Điều chỉ có một cái má ân hận cho tới bây giờ má vẫn còn. Đêm đó má thấy có cái hiện tượng là hơi nặng. Một mình má trực, má nuôi 2 tháng à, trong bệnh viện và về nhà. Thì cái đêm đó má cứ nói bà ráng tới sáng đi. Có mình má bên bà, có cái gì má trở tay không kịp, ráng vậy tới sáng. Thì mới kéo cái xe của bệnh viện nằm á, bà nằm nhà nha.
Rồi có thằng con ra ngồi trực đây, nó ở trong nhà bên kia. Má chạy là thằng em. Dạ. Thằng em cái nghĩa của kháng chiến 95 á, bộ đội nhau, thương lắm. Mà nó thì không xài, không dùng cái máy móc gì, thật ra không có liên lạc được. Má chạy lại đó chút xíu à, báo cho nó cái tin là ba bị nặng. Dạ. Con vừa tới cửa nhà nó thì ở nhà nó bảo, má ơi, ba đi rồi. Mà nước mắt tự nhiên, má chưa có nói hết lời đó, chưa có báo có tin là ông đau nặng thì ông đi rồi. Trên đường về má chạy xe làm sao mà nổi? Em mới đi được, phải về tới nhà chứ. Dạ. Má cứ nói rằng, ông chơi gì kỳ, tôi nuôi ông bao nhiêu lâu, tôi đi biểu mà chờ má về chút cũng được sao. Chút xíu được về tới nhà rồi, tôi quay đầu về liền. Về thì thằng con nó ngồi đây nó trực ba đó bà. Má, hồi má khóc bao nhiêu được. Ba, có cái gì đó ba không muốn để cho má nhìn. Nhìn thấy cái thời kỳ cuối cùng của ba, khi ba xa má, nghe cũng có lý. Con cũng nghĩ là do nhiều khi má ở đó, cho nên là ba không muốn má nhìn thấy cái khoảnh khắc đó. Thật ra chuyến ra đi mới có 10 phút, thấm thoát cũng là 7 năm rồi, hơn 7 năm. Lúc má yêu ba lúc đó là má bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Là mối tình đầu không má? Mối tình đầu tới 25, ba mới sanh cái thằng con thứ nhất, thằng thằng lớn đó. Năm nay nó 66. Hồi đó ba cua má như thế nào má nhớ không? Trời ơi, ở cùng đoàn, cùng cái đội múa, cua gì suốt ngày tập. Suốt ngày tập, ông là đội trưởng đội múa. Dạ. Má là diễn viên đội múa đó, đội quân đội. Dạ. Đội năm bộ tập kết chứ không? Má là nhiều nghề lắm. Ca, nhạc, kịch, cải lương, thậm chí làm xiếc nữa. Trời ơi. Kêu làm gì chỗ nào lắp rồi lắp đi ha. Hồi đó đâu có được tự chọn. Má, nhưng mà lúc mà má với ba sinh hoạt chung một đội á, thì trước khi mà yêu nhau á là má có ấn tượng gì với ba không? Ổng là có cái biệt danh là cọp bạch, thì tướng tá thì ngon lành con biết tướng rồi đó, mà trắc tươi rồi. Còn má thì ngược là phi đen, phi mà lại đen là phi đen. Ổng kêu là cọp bạch và cục bột cái cục than, vui lắm. Cô có người ba, ba đẻ ra cô tập kết, ông cũng là bộ đội. Dạ. Ông ở tuốt ở bên cầu Long Biên đi qua bên kia. Dạ. Đi bộ không nha, hai đứa dẫn nhau toàn ten qua. Ông tự đứng ra giới thiệu và xin cưới bà Phi Tiểu làm vợ, xin ba cô. Bảo thằng này ghê thiệt, không phải là ai chứ, đáo để tháo đệ chính là lạ lắm. Dạ. Nó rất là cương nghị và ngang ngang bướng bướng thế nào chứ, ở đó cũng chỉ trẻ thôi. Rồi thấy thích thì yêu, ba đồng ý thì đám cưới tại cửa Đông. Dạ. Tổng cục chính trị. Dạ. Cái đoàn của quân đội chính quy, đoàn trung ương. Ở đó có ca múa nhạc kịch, có cái đám cải lương là tụi cô. Dạ. Là quân đội. Thật ra nó tổ chức cho đám cưới, nó mượn cái nhà gì có biết không, bên đây để hòm, bán hòm á. Trời ơi. Còn phía bên đây để cái văn phòng làm việc, người ta lợi tâm bế thuê hòm rồi thuê bàn thuê ghế rồi đó, chị mượn cái phía bên đây. Trời ơi. Này trẻ không có để ý gì. Dạ. Đó miễn có chỗ để làm đám cưới là ngon lành. Dạ. Rồi đồ bộ đội đâu có áo dài với gì. Mà lúc đó có hình chụp không má? Không có. Không có luôn. Ừ. Ngày xưa là ba má đi cứ cái thời đó là đi diễn theo đoàn, là mình cứ rong ruổi mình đi như vậy thôi. Cái lúc mà sanh con á, cái lúc sinh con là má ra đoàn rồi, má ra là ở nhà dân chánh à, chứ ra ngoài dân rồi ra dân chứ không còn bộ đội nữa. Dạ. Thì lúc đó má ở đoàn cải lương Nam Bộ, thì dân Nam Bộ không, cái bộ văn hóa nó có cái nhà trẻ riêng cho con của các diễn viên. Dạ. Mà từ 6 tuổi trở lại thôi nha, cho trên 6 tuổi tự lo. Rồi má cứ tiếp tục má đi làm nghề thôi. Tiếp tục làm nghề thôi, vừa nuôi con vừa làm nghề. Gửi hai đứa nhỏ tới chừng 6 tuổi rồi. Đó thôi đi à, tôi với ông Quảnh tù tì biết sao giờ. Đứa nào cũng đi diễn hết rồi. Ông thì ông diễn bên đoàn ca nhạc Tòa Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cô thì ở phía bên đây, ở bên đoàn cải lương đi hoài. Một năm 12 tháng, đi hết 11 tháng. Chỉ còn một tháng trở về Hà Nội để chỉnh quân và viết lý lịch. Hà Nội đã bắt ký lý báo cáo. Bây giờ giữa ba má nhưng mà thôi thanh niên thì cho bay bổng đi, mình giờ sao cũng là mẹ là phụ nữ. Dạ. Mình chăm lo cơm lo nước lo nuôi con rồi lo công việc sự nghiệp, đâu có bỏ được cái gì đâu. Dạ. Cuối cùng cái cô mới nghe nói bên Đài Tiếng Nói Việt Nam nó cần giọng nữ phát thanh viên giọng Sài Gòn. Dạ. Nam Bộ rặc, thế mình cũng rặc rồi. Dạ. Bên đây thì nó có cái ưu điểm là tại mình là diễn viên. Dạ. Cho nên phát âm rồi các thứ thì đại từ có hồn hơn, có hồn. Dạ. Mình biết diễn nữa. Dạ. Qua thì cái đầu mừng quá rồi, ở nhà có gì có mà gì? Vẫn được làm nghề, vẫn được làm nghề, vẫn cứ yêu cái nghề. Cái nghề. Dạ. Đó nó cũng là, nói chung là cô có thể hơn từ bé lớn à, làm gì làm vẫn dính với nghệ thuật cho tới cuối cùng về hưu. Bây giờ làm với tụi con làm bên điện ảnh cũng nghệ thuật, nó nói xu hướng sao á. À chị Yến, hồi nãy là cô Phi Điệu có nói là ở cái tuổi này
cô vẫn còn chạy xe đi quay. Không biết ở nhà mình có lo sợ không trời? Lo chứ, nói hoài. Mới lại có lần ông anh cũng giấu đi mà bà lao quá trời. Giấu xe à? Giấu xe á. Giấu với xe mini của cô mà. Giấu xe không cho đi nữa mà cũng... Rồi sao? Lúc đó cô đi bằng gì? Bây giờ thì có rất là nhiều phương tiện di chuyển. Thì tại sao là cô lại không chọn là đi xe ôm hay là đi xe taxi? Hoặc là cho con cháu chở đi làm? Nói là bất tiện, tự mình muốn đi đâu thì đi, chủ động. Lúc nào mà đi quay ấy, mà đi xa lắm đó, thì mới nhờ ông xã chở. Ê, nhưng mà Nga, dạ. Trước giờ cô đi xe như vậy á, có bao giờ mà cô bị một cái sự cố nào? Bị mấy lần rồi. Bị hoài anh. Bị hầu mấy lần rồi? Hầu như là năm nào cũng phải bị một lần hết. Trời đất ơi. Người ta đụng vô. Bị gãy tay nè, té xuống thì cái ấy bánh xe nó cán vào cái phần da này, may là phần da nó không vào phần này. Hồi đó phải nằm bệnh viện Thống Nhất mấy tháng chứ. Lâu chưa chị? Lâu rồi, mấy năm rồi. Mỗi năm một lần anh? Bị hoài. Chậm phía. Sợ. Hết một cái là lại chạy lại. Rồi cái lần mà bị xe nó cán lên cái tai. Rồi cái phần mềm á, phần da. Dạ. Thì lúc đó thì như thế nào? Gia đình mình nó tiếp không nhận biết. Thông tin. Đi ngay đường Lý Chiến Thắng này thì gần dạ. Nhà này. Thế xong dạ. Là lúc mà té xuống thì mấy người ở đường bên đó người ta biết, tại má hay đi đường đó, người ta mới la lên, người ta nói là... Nhưng mà lúc đó không có ai ở nhà biết thế đó. Mà lúc đó chị ở đâu? Kỳ đó mình đi du lịch ra. Lúc đó chắc chuyến đi du lịch chắc không còn vui vẻ gì nữa. Không có báo cho mình về. Rồi đến khi mà chị về, chị biết cái thông tin đó thì lúc đó cái phản ứng của chị như thế nào? Lúc đó là chưa chịu đi bệnh viện đâu. Đến lúc mà cứ bó hay cái gì đó, thấy bằng mật gấu thì sao nó không tan cái máu bầm, mới đi vào bệnh viện Thống Nhất. Thống Nhất nó mới bị lóc ra. Nhưng mà nặng lắm. Chị có thấy cái điều đó là cái điều khổ tâm của chị không? Ừ, đúng rồi. Khi mà ngoài em bệnh á, là ngoài em giấu, không có nói gì hết. Chừng nào mà không chịu nổi nữa thì mới lên tiếng. Còn ví dụ như bị vấp té bầm chân cũng không nói luôn. Nhưng mà trộm vía là ngoài em cũng chưa có bệnh gì nặng lắm. Có khi nào mà tự nhập viện một mình không? Dạ chưa. Có không? Đi khám bệnh thì có. Đi khám bệnh mình á. Mà tình hình sức khỏe của Má Điểu thì hiện tại nó như thế nào ạ? Không có bệnh gì nghiêm trọng. Dạ. Má cũng không. Má cái lúc mà sau này khi mà má đi quay á, là má phải đi nhiều nè, rồi phải chạy xe máy nè. Mà con nói thiệt, đến bây giờ con vẫn còn rất là nể cái chuyện mà chạy xe máy của má. Có gì đâu Lan ơi, nó dễ lắm. Tại vì mình đi liên tục, mình làm liên tục ngay bản thân má thôi. Má nhớ là, ủa tại sao mình qua được những cái truông đó ta? Thì đó. Qua được hết. Đi bê 6 tháng trời cũng đi được luôn. Nhưng mà sau này á, khi mà mỗi lần mà má đi quay xa như vậy, đi sớm về khuya, mà lại đi xe máy một mình thì ba có la không? Không quen má rồi, tại vì hai đứa biết nhau quá, biết từ hồi còn trẻ với nhau, tới sinh con lại cái tới nó lớn về tới trong này ở này, thì lúc đó mới hai đứa là ở gần nhau, chứ Hà Nội ít ở gần nhau, có cứ 12 tháng là bệnh nào mới đi đường này đi đường này. Mà chính thức ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố thì mới là về coi như đoàn tụ gia đình. Hai đứa nhỏ đem về, nó cũng lớn đi học rồi. Đó. Tự nhiên nhớ lại vậy, mà không biết tại sao mình qua được. Ý chí thôi. Khi mà ba má bắt đầu về đây, về trong thành phố sống nè, rồi cái sự quan tâm, cái sự chăm sóc của ba má nó còn nguyên vẹn như ngày đầu không? Hay là nó quen mặt rồi cho nên là không có còn những cái chuyện đó nữa? Không phải là cái hướng đi, mà làm cái hướng tình cảm về cái nội tâm. Bây giờ lo con nó lớn, mặc dù là mình là những cái người làm công tác nghệ thuật là tiếp xúc nhiều lắm, con biết là qua nó cũng có nhiều cái phức tạp và nó thử thách dữ lắm. Là phải vượt qua được hết. Nói chung gì thì cũng có cái rào cản. Con cái khi gả vợ chồng rồi thì hai ông bà, việc của ông sáng tác thì ông lo sáng tác, ông cứ đi, ông đi suốt ngày. Cũng như cô cũng làm nghề cũng đi suốt ngày. Để ra về nhà chỉ có gặp bữa cơm và tối cũng có thể trò chuyện được, chứ mọi khi là không gặp bữa cơm mà cũng không, tối cũng thoảng mới gặp phải lại hát ấy. Tại ra cái này nói chung là nó cũng có cái hoàn cảnh lịch sử của nó, là đúng cái lúc cái tuổi của mình phải gánh vác những việc đó, phải làm những việc đó. Trước đó là lý tưởng hai người cùng một lý tưởng, một con đường, thành ra đó quản giao hơi dễ chút chứ không phải dễ lắm nha. Cũng thăng trầm lắm á. Nhưng mà cái chuyện đó là đâu riêng. Như má nói, má chia sẻ là nhiều khi má đi làm á, má nhận một cái dự án đó mà má cũng không biết nhiều hết trơn. Ai trả nhiều trả, má cũng không quan tâm. Mình nó không trả, má cũng không quan tâm. Rồi tiền đâu xài?
Má có lương. À, lương hưu. Đó, trời ơi. Mà má có thì nó đưa túi này cho tao qua, bữa sau tao cho bên đây hết. Có gửi gì nhiều. Được 100 triệu nữa không được. Mà mấy chục năm rồi mà cũng không được. Mấy chục năm rồi không được 100 triệu luôn. Được 100 triệu, chưa thấy 100 triệu. Chắc mấy chục triệu có, nhưng mà lương hưu thì ăn tụi này nó nuôi rồi. Dạ. À, còn đi ăn với đoàn phim thì lãnh cái đó mới giúp. Dạ. Cho mấy ông thầy chùa mà khổ quá. Giờ có nhiều người khổ lắm cơ. Thật ra phải giúp hết. Có bao nhiêu đâu. Wow. Wow, đây là bởi vì quá bất ngờ. Bình thường nha, là trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì sẽ có nhà là ăn rất là nhiều những cái món như màu sắc ha, sơn hào hải vị, nhưng mà cũng có gia đình là ăn giống như bữa mình đi là ăn rất là đơn giản, hoặc là chay chay, ăn chay luôn. Nhưng mà hôm nay là một cái bữa ăn mà phải nói là nó đậm chất Việt Nam luôn, và nó đơn giản hơn chữ đơn giản nữa, em có thấy không? Ủa cô ơi, ơi cho hỏi cái này cái mình ăn nha. Hỏi mà mau đi, đã bụng rồi. rất thẳng thắn đúng không? Dạ, thôi con mời má. Là chị nhiều này. Nước quá rồi rồi. Ơi, mời đi nha, mời chị Yến. Mời Yến, mời Hiểu. Hiểu nha. Cô dễ ăn lắm, mà được cái gì mềm mềm. Mới đi liên quan cái phim Ma Mười. Trời ơi, nó cho đồ nhậu không à. Rồi đó. Con ngồi cô dòng mà đâu có nhai được cái gì. Nó nhỏ nhỏ, cái thằng là tiếp viên đó mà. Con vô con cho bà, con mới ăn liền với con có cái sức gì đó không đổ lắm, con cho bà vậy ạ. Cái này ta nhai không à. nó vô đâu 5-10 phút rồi chạy ra. À, không có miệng liền. Thôi con đem cơm cho bà ăn với con đi trứng gà mới được. Má ơi, vậy rồi mỗi lần mà đi quay phim á, mọi người có chăm sóc riêng cho má về phần ăn uống không? Trời ơi, La Yên Chí nó chăm dễ thương lắm. Dạ. Chăm tới quá quá sức tưởng tượng luôn á. Dạ. Trong cái chế độ ăn của má là mình có cần phải kiêng khem cái gì hay không để giữ sức khỏe không chị? Kiêng gì hết. Ăn cháo mới ăn cái đồ mềm mềm. À, mà ngược lại là ăn cô ăn đường số 1, ăn đường được ăn nhiều nhất, ăn hơn mấy đứa này nhiều. Dạ. Không sao hết. Không có kiêng cái gì hết trơn. Dạ. Thậm chí mỡ cô ăn nhiều hơn mấy đứa này. Trời ơi. Tết mà nó pho mỡ. Nó hai chồng nó ăn cơm nạc cho lấy mỡ sợ. Mà em thấy không, nhờ ăn mỡ đó mà từng tuổi này mà em coi kìa, có da có thịt này đúng rồi. Nhưng mà ở đây là không có khuyên mọi người ăn mỡ, nó là ăn nhiều, ăn như là cô nha. Tại vì tùy cái thể trạng của mỗi người. Không, nhưng mà mình vẫn phải công nhận một điều là gì nè. Mình thích cái gì thì mình cứ ăn cái đó. Dạ. Tinh thần mình nó thoải mái trước cái đã. Dạ. Mình sảng khoái trước cái đã là đúng, mình khỏe phải không má? Chứ không lẽ giờ thèm ăn muốn đóng chết rồi mà tụi bay không cho tao ăn, tao buồn bã nguyên đêm, tao không ngủ được là sức khỏe mất. Tối á chị Yến, thường là má phải điệu làm gì trước khi đi ngủ? Rồi ngủ thì là vào lúc mấy giờ? Rồi má giải trí như thế nào? Có phim, hỏi TV nữa. Ngày nào cô cũng lạo cho hết cái tờ báo trên bàn này. Rồi coi TV, rồi bấm. Cái này coi hình không à, không có liên lạc cái này được. Mà cô liên lạc thường thường là bằng cái cục gạch này. Đó. Cái này là 6.000 mốt. Đưa đây coi để em phải xong. Nokia 6.000 mốt. Để em phải xong. Dạ, quay phim được, chụp ảnh được, đủ thứ hết. Dễ sợ chưa? Rồi, xin chào. Xin chào quý vị đến với buổi live stream của Quốc Thuận và má Phi Điểu nha. Đó, live stream nè, đó. Hay ghét không? Đó. Rồi, bây giờ nè, em có biết không, tất cả những thành viên trong gia đình, không chỉ là chị Yến, mà là tất cả các thành viên luôn, bây giờ đều có một cái nỗi lo lắng cho má Phi Điểu. Đó là gì em biết không? Gì? Xe. Gì phải lo? Má tự biết sức khỏe của mình. Dạ. Khi nào mình cảm thấy nó không có làm được nữa thì đừng làm. Dạ. Chứ không phải là cần tới con nó phải nhắc. Nó chắc cái lúc đó là cái này nó hư rồi nó mới nhắc. Chứ còn má không tỉnh lắm. Biết. Dạ. Chứ. Nhưng mà vậy nè, má Phi Điểu, con nói má nghe, những cái sự cố nó xảy đến á. Đúng rồi. Là chúng ta không lường trước được. Ngoài cảnh thôi. Và bây giờ má không đụng người ta. Ta nhưng mà người ta đụng mình không à. Hai lần đây, một lần đây là ba lần. Nếu đụng như mình không à, mình không có đụng nếu ai như nghệ sĩ Phi Điểu ở cái độ tuổi 29 chẳng hạn, hay 39 giả tỷ đó, thì chúng ta có một cái sự phản xạ rất là nhanh, mắt thấy tai nghe rất sáng thì má phản ứng sẽ rất là nhanh. Còn bây giờ ở cái độ tuổi này thì thật ra là như này, má cũng phải lo cho mình chứ. Đúng rồi, phải lo chứ, phải lo chứ. Rồi tụi con sao không biết được, phải lo ông đầu ta chứ. À, nhưng mà má sợ gì? Má sợ ảnh hưởng đến con cháu, bắt công mấy đứa nó hay sao? Má thích tự do.
cái gì cũng phải tự mình làm. Khi nào cái gì không làm được má mới nhờ tới người khác, trong đó có con, có cháu, có hàng xóm, có người quen, có người không quen. Má thích tự làm, không thích sai tiếng ai trong lúc mình còn làm được. Nói vậy tôi... Nhưng mà cái lúc mà má ngã xuống đường, bị chiếc xe hơi cán qua cái tay, đúng rồi, nó kéo chạy vậy. Thì con đang hỏi má nghe, cái lúc mà má gặp tai nạn như vậy, trong đầu của má, cái lúc đó má nghĩ cái gì? Tay bà tao lấy là không được nè, tao còn ngồi vậy ta. Nó dính rồi xe sao mày đi tới vậy, đừng có đi lui nha. Tao nghĩ là cái bà bên kia, bà đi qua, bà nói mày cán nhầm cái bài lắm phim, mày cán làm quảng hồn chạy luôn. Coi cái số hồn kịp cái số xe nó á, tự mới về thay cái quần rách luôn. Mấy cái là đó, tự về tao leo lờ tao lấy cái sổ của Thống Nhất đó, để tao chạy vô Thống Nhất cũng đi cái xe đó. Xe đâu có sao, tự chạy xe máy vô luôn, tự đi luôn cũng mà cái tay là rách nát hết trơn luôn. Dập cho đây nè, dập chỗ này, dập chỗ này mà không dính như xưa. Lúc đó không ai ở nhà hả má? Đi ngoài đường mà cô này đi vô ngoài đường giờ Lý Chí Thắng này nè, về thì chỗ ra nhà tao đi hết cho xong tao vô rửa băng khó. Năm nay 21 ngày mới được về, xong mới điện thoại về nhà má đang nằm trống vô bình thường có gì đâu. Được, em biết cái việc đó là, nhưng mà em cản không được, bà cứ đi thôi. Khi nào mình nói mà bà không nghe về sức khỏe rồi giận không? Đó, cũng đúng tức đó. Cũng giận lắm, nhưng mà bây giờ bà quyết định vậy rồi, đâu có thay đổi gì được đâu. Tại biết tính má rồi, càng càng vậy chứ. Cô bị nó giấu xe cả tháng rồi, tao vừa xong tao bảo đem xe về má, dứt khoát đem về má. Anh biết má mà, ta biết ta. Nhưng mà tụi bay làm sao biết ta? Giờ ta vẫn chạy lên, ta vẫn đi. Em nói thiệt là phận làm con như tụi con á, là tụi con bị buồn nè, mà vừa lo nè, nó nhiều cái tâm trạng lắm. Mà ví dụ như bây giờ vì chiều theo má, ví dụ như chuyện là má bị tai nạn xe vậy đó, tụi con rất là cảm thấy có lỗi luôn á. Mà lỗi này là do má chứ do đâu, đúng không? Do má không có chịu nghe, má không có chịu để cho mình chăm sóc. Má thấy tội nghiệp tụi con không? Phụ nữ này kiên định. Nói nghe, bây giờ tụi con là tới từng cỡ tuổi má. Nếu mà cái tính, cái tình, heo, suy nghĩ hơi giống giống vậy thì tụi con sẽ như má chứ không phải như con bây giờ. Con hiểu đó không? Khi chết là cái số. Mình hết sức cẩn thận, nhưng mà khi chết lại, mà chết là hết, không còn là vấn đề. Sống mình làm được cái gì? Nhưng mà sợ có cái đúng, sợ có cái cũng chưa chắc đúng. Má vẫn quyết tâm là con làm được cái gì cho xã hội, con làm được cái gì để hỗ trợ giúp đỡ cho cái lớp trẻ, trong đó có con cháu chắc của mình gì đó, của cái con đường mình đã chọn đó, thì má không tiếc một cái gì hết, mà không sợ một cái gì hết. Thì làm sao tôi bé can được, còn lâu mới can tao được. Đây là người phụ nữ mà đại diện cho những người phụ nữ mà thuộc cái tầng lớp là anh dũng kiên cường đó. Cho nên má đi chùa má chỉ nói một câu thế này, một là đi đọc kinh cho ông siêu, chừng nào tới thương má, má nói với con với cái giáo bữa nay con, là khi mà má nằm xuống quả thiêu chứ không chôn nha, thiêu xong rồi vô chùa ôm cái hộp của ba đó của má đem thả luôn. Tụi con hỏi phải đến đi chùa, hỏi phải làm gì đi, còn má làm được thì má làm cho ba, còn tới thiêu má tụi con làm vậy cho nó nhanh vậy thôi. Yên tâm, rất là dễ. Hay quá. Thôi thật ra là ở thế hệ con cháu như tụi con mà nghe những cái lời dạy cũng như là những cái chia sẻ của má Phi Điểu, phải nói là hết sức là quý giá. Trước khi mà chúng con kết thúc chương trình này thì hôm nay là con có một món quà bí mật để mà gửi đến cô Phi Điểu nha. Chúc bà cố luôn luôn khỏe mạnh và nhiều năng lượng và sống lâu và chơi với tụi con. Con thương bà cố lắm luôn. Con chào bà nội, con là Hồng Phúc nè. Con năm nay đã gần 20 tuổi rồi. Con vẫn luôn nhớ hình ảnh bà nội chăm sóc con từ bé đến giờ. Thì con chỉ mong bà nội có nhiều sức khỏe và sống lâu. Con rất nhớ bà nội. Con chào bà nội, con là Khích Tiên nè. Con rất nhớ bà nội. Và con chúc bà nội thật nhiều sức khỏe và sống lâu thật lâu chung với con. Sống lâu thật lâu chung với con. Ồ, hay quá, quay rồi nào. Không biết là bây giờ bà nội, bà cố Phi Điểu sau khi xem những cái clip mà của các cháu chắc gửi đến như vậy thì không biết là cái cảm xúc của bà như thế nào. Bà cũng không có nhiều con, bà cũng không có đông cháu lắm đâu, phải không? Con thì hai đứa, đứa con gái, đứa con trai, ba đứa.
đứa cháu nội hai đứa cháu ngoại, chắc thì bây giờ cũng ba đứa. Má Phi, bà Phi gửi lời cảm ơn, rất cảm ơn tụi con. Nó rất thật, rất tình cảm, rất nghĩa tình. Trong đó có bạn bè quê phinh với nhau cách đây cũng cả chục năm rồi. Lan nè, rồi Út Thuận nè, cũng đã, cô cháu cũng đã gặp nhau lâu rồi, lâu lắm bây giờ mới gặp lại. Trong cái phim Viện Dưỡng Lão, con cháu đi thi hàng ngày đó, thể hiện là thôi quá đầy đủ. Cảm cô cảm thấy cuộc sống này đối với cô rất là hay, rất là ưu ái và rất có nhiều cái để mà khi mà mình nhắm mắt thì mình khỏi cái ân hận cái gì. Riêng đối với khán giả của Phi Điểu đã là tình cảm, đã thương yêu, biết nhau, hiểu nhau, đối với nhau như bát nước đầy thì không thể nào mà vơi được. Thì Phi Điểu cũng nhân đây xin gửi lời cảm ơn tất cả các quý khán giả từ già tới trẻ và đặc biệt với những người lớn tuổi và các cháu bé biết bà. Và con cũng không biết nói gì hơn, cầu chúc cho cô, cho má Phi Điểu sẽ tăng thọ, rồi trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng minh mẫn để mà có thể tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc không chỉ cho gia đình mà cho xã hội, giống như là những cái ước mong của cô. Thay mặt chương trình thì con rất là cảm ơn cô. Rất cảm ơn chương trình, rất cảm ơn các cháu. Ở đây đi lúc nào nó cũng ôm ngoài vậy đó, không mất mặt con luôn. Được rồi, rồi. Rồi nói một câu đi. Chúc lâu nha. Chúc lâu mình khỏe. Chúc lâu rồi hãy mình khỏe, chúc lâu nha. Chứ mà sống mà không mạnh khỏe không có làm ăn được gì. Kiếm gì đó kìa. Trời ơi, từ mới đẻ ra cho tới đi lấy chồng còn ngủ với bà ngoại. Đuổi về bệnh đi nha. Con này nè, cháu đầu mà. Ông cưng lắm, ông ngoại cưng lắm.